Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game quả trí nữa nha anh em. Thì con này là con làng lá mobile ha, theo cái cổng game này nha anh em. Thì con này là sẽ chính thức open server cho mấy anh em chơi nha. Thì con này hiện tại thì chỉ có Android thôi nha anh em, chưa có iOS ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi gửi đến cho mấy anh em những cái thông tin chi tiết để mấy anh em chơi con này nha anh em. Rồi đây là cái fanpage chính thức của con này ha. Thì con này sẽ chính thức open server vào lúc 10 giờ ngày 6 tháng 10 nha anh em. Hiện tại thì đang alpha test ha. Thì anh em có thể vào test ngay giờ liền nha anh em. Thì đây là một cái phiên bản 6 tướng ha. Hero là 260 sao nha anh em. Đấy, thì ở đây cam kết là update liên tục cho anh em ha, full tướng mới luôn. Thì đang alpha test thì free cho mấy anh em là cái bộ quân đi tuân thủ như thế này nha anh em. Thì anh em sẽ nhập nó trong phần quản lý tài khoản của mấy anh em ha. Thì trước tiên là anh em sẽ lên cái trang chủ là làng lá mobile.online. Đây, cái trang chủ này nha anh em. Thì ở đây nó có link APK cho anh em tải nha. Đấy, thì con này hiện tại chỉ có APK thôi, mới có Android thôi, chưa có iOS nha anh em. Rồi, thì anh em có thể tải game từ đây nha. Anh em chỉ cần click vào là nó tải nha anh em. Thì thông tin ở đây cũng vẫn có ha, Zalo fanpage này nè. Rồi sau khi mấy anh em tải và cài đặt game thành công, anh em chạy nhiệm vụ đầu thì anh em sẽ lên được cái level như thế này nha anh em, 400 mấy luôn. Và anh em sẽ được vàng là bạc nè. Đấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi nhập cái code nha anh em. Rồi tại cái trang chủ là anh em tiến hành đăng nhập ha, thì ở đây tài khoản của mình ở đây ha, thì mình sẽ đăng nhập nha anh em. Thì hiện tại thì alpha test thì free cho mấy anh em là 5 triệu xu nha. Không biết open là có free cái này không, mình không biết nha anh em. Hiện tại alpha test thì free cho mấy anh em như thế này ha. Thì ở đây là anh em có thể chọn cái phần code. Đây, nhập code nè. Để mấy anh em nhập cái phần code tân thủ nha anh em. Đấy, server 1 ha. Rồi thì mình sẽ nhập VIP 44 nè. Đây. Nhận thưởng ha. Đây, nhận thưởng thành công nha anh em. Tiếp là viết 55 ha, thì mình sẽ tiến hành nhập hết nha anh em. Rồi thì mình đã nhập tất cả nha anh em, thì mình sẽ vào cái phần thư ở trong game để nhận ha. Thì trong phần quản lý tài khoản của anh em nó có những cái event như là tích nạp rồi nè, và bonus nè ha, đua top ba mấy ngày rồi nè. Thì cái này khi anh em open server thì anh em sẽ áp dụng anh em chơi ha. Và những cái top nạp, top lực chiến rồi nha anh em. Đấy. Rồi quay qua game ha. Thì mình sẽ vào cái phần thư nè. Thì mình sẽ nhận tất cả các phần thưởng của đi tuân thủ nha anh em. Thì mình nhận hết ha. Đây. Thì mình thấy cho mấy anh em rất là nhiều nha anh em. Đấy. Có những cái rương rồi ha. Để mình mở ra mình xem. Thì đây là cái phiên bản mới nha. Giao diện mới luôn. Anh em có thể chiến con này ha. Đây, tướng ếch nè, cái này mình nghĩ là tướng rồi ha. Cái này gì đây? À, không phải anh em ơi. Ở đây là set đồ ếch ha. Vũ khí nè. Đấy, anh em có thể lấy từng món ra nha anh em. Còn đây mình nghĩ đây là tướng anh em. Đây, đây là những con tướng ha, free cho mấy anh em ha. Thì mình sẽ lấy con này nha. 50 hả? 50 tướng hả? À. Ngon nha anh em. Cái code này, code alpha test là khi mà open thì không biết là có cho giống như thế này không nha anh em. Thì anh em có thể đợi cái server open ra mà anh em chơi thử ha. Nếu mà cho 50 con tướng như vậy thì cũng rất ok nha anh em. Đấy, rất chi là ngon nha. Đây, 50 con luôn. Đấy, cái giao diện mới rất là đẹp nha anh em. Bên đây 50 con nữa nè. Đây nữa nè. Cho mấy anh em rất nhiều ha. 100, 200, 300 con. Thì mình nghĩ cái này đang alpha test thì cho mấy anh em như thế để mấy anh em test ha. Và mình nghĩ khi open chắc có thể là cái số lượng này nó sẽ khác nha anh em. Thì anh em có thể đến ngày open anh em có thể chơi ha. Ngày 6 tháng 10 nha anh em. Ngày 6 tháng 10 thì con này sẽ chính thức open server 1 ha. Thì mấy anh em có thể chiến nha anh em. Rồi hiện tại thì anh em có thể vào mà test nha. Đấy. Thì con này thì toàn bộ link mình sẽ để trong phần mô tả của video này. Và ở dưới phần bình luận nha anh em. Anh em có thể vào mà lấy với mình ha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha.
for you.